Dạ cũng có, nhưng mà bạn con không có nói gì. Bạn con không có nói. Bạn con có thường nói là lại nhà con chơi không? Dạ có. Rồi con nói sao? Dẫn lại không? Dẫn lại luôn hả? Dạ. Sau khi mà bạn con lại á thì bạn có nói gì không? Cái thái độ của bạn á. Nào anh mới nghỉ Tết. Dạ em làm tới bữa 29 là chủ dựa nó mời ăn Tết niên rồi xong rồi đi bữa 29 nữa. Rước con em đó. Bây giờ đi rước bé hả? Dạ, đi rồi rước xe gì rồi bé ngồi ở đâu? Đó, đi rảnh đóng tiền ăn đó. Bây giờ đi lên đóng tiền ăn nó hổm ra mình không có tiền đóng tiền ăn hả anh? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay là cũng gần vào dịp cận Tết âm lịch, Tết Nguyên Đán. Thì hôm nay Bùi Hồ trở lại đây nơi cái hoàn cảnh anh Cường, người mà sống chen chúc ở dưới gầm cầu vào dịp buổi chiều. Thì đây là cái chiếc xe phế liệu mà anh Cường hàng ngày kéo để mưu sinh trong cái cuộc sống của mình. Thì hôm nay trở lại gầm cầu vào dịp cận Tết thì có một số mạnh thường quân gửi tiền cũng như là quà để mà giúp đỡ cho anh Cường. Hôm nay vô đây để gặp anh Cường. Dạ anh Cường. Dạ em chào anh. Dạ đây bé gái đây là con anh hả? Em con học lớp mấy? Lớp 10 hả? Anh em chào anh. Hôm nay thì em trở lại thăm gia đình của mình vào dịp cận Tết Nguyên Đán rồi. Tết này anh ăn Tết ở đâu ở đây anh Cường? Em ở đây luôn anh. Ăn Tết ở dưới này luôn ha? Dạ, dạ. Rồi không có về Sóc Trăng hả? Dạ không, giờ ở dưới rồi, ở dưới giờ không có ai hết trơn á. Dạ. Anh Cường ơi, thì hôm nay á thì em trở lại đây rồi sau đó em cũng về quê để mà ăn Tết. Dạ. Thì em khi mà em đăng cái clip của anh lên á thì có rất là nhiều mạnh thường quân người ta hỏi thăm về cái tình hình của anh lại một lần nữa, cũng như là nói về cái nguyên nhân về cái anh sống ở dưới gầm cầu như thế này. Thì có một cái chú ở Mỹ, chú đó gửi cho em cái số tiền là gửi cho anh ăn Tết vào cái dịp năm mới. Chú đó tên là chú Hùng Vương, quê của chú thì ở Hội An á, ở Đà Nẵng. Và sáng thì em nghe nói là lúc mình cũng không có gành về cái tiền đô á, thì sáng em có vô ngân hàng để mà em đổi cho anh. Thì đây là cái số tiền nè, em đổi được nè. Rồi anh nhận đi, anh mở ra anh đếm cho em đi. Đây nè anh, cái đây là 200 đô, mỗi 1 đô là được 23.074 đồng. Đó, anh đếm là nó tổng cộng là cái số tiền của mình là được 4.614.800 đồng. Dạ, đúng rồi. Đủ không anh? Dạ, đúng rồi. Đó, cái đó là cái quà của chú đó. Còn hôm nay thì cũng như giờ trở lại dịp cuối năm này, em thì không có kinh tế của em thì nó không có nhiều lắm, nhưng mà đây là cái tấm chân tình của em muốn gửi đến cho anh. Ở trong này thì quà nhỏ thôi nha anh Cường. Dạ. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của em muốn gửi đến cho anh. Em gửi cho anh một cái, anh mở ra xem nữa đi, cái nào đây, gửi cho anh một chai nước mắm, một chai dầu ăn, một chai nước tương với lại bánh mứt ha. Rồi với lại tặng cho anh một cái thùng mì anh ăn Tết. Đó là cái lòng của tấm chân tình của em với lại chú Vương muốn gửi đến cho anh. Cũng như là dịp Tết thì em muốn thay mặt chú chúc anh với lại gia đình của mình ăn Tết một cái Tết thật là đầm ấm, vui vẻ và an lành. Thì anh có muốn lời nào nói với chú không anh Cường? Cho em gửi lời cảm ơn anh Dương ở nước ngoài giúp gì vợ chồng em mang ơn. Dạ. Cũng có tiền ăn Tết rồi. Dạ. Cái cuộc sống thì con ngồi xích đây đi con. Dạ. Con năm nay học lớp mấy rồi? Dạ, con lớp 10. Con lớp 10. Thì con dự định con ngồi xích kế ba đi. Con dự định là con sẽ học ra trường con sẽ làm gì? Dạ chắc là đi học nghề make up. Con học nghề make up hả? Trang là trang điểm. Khi học hết lớp 12 hay sao con? Thì chắc là học hết 12. Con thì trước giờ con ở với ba với mẹ ở dưới này. Rồi con khi mà con đi học thì bạn bè có biết con ở dưới này không? Dạ cũng có, nhưng mà bạn con không có nói gì. Bạn con không có nói. Bạn con có thường nói là lại nhà con chơi không? Dạ có. Rồi con nói sao? Dẫn lại luôn. Dẫn lại luôn hả? Dạ. Sau khi mà bạn con lại á thì bạn có nói gì không? Cái thái độ của bạn á? Dạ vẫn bình thường. Vẫn bình thường hả? Ở trường có hỗ trợ chi phí gì cho con không? Dạ. Vậy hả? Còn khi mà con sống như thế này với ba như thế này, con có cảm thấy mình bị ở dưới một cái nơi chật hẹp như thế này, con có cảm thấy mình mặc cảm không? Dạ không. Vậy hả? Con bình thường. Con bình thường hả? Ba mẹ sống sao con sống vậy. Con thấy ba mình làm một cái nghề là kéo phế liệu, là cái nghề mà ít người làm. Tại vì theo người ta nói thì nó hơi bị dơ đó. Thì con có cảm thấy thương ba mình nhiều dữ không? Dạ có, ba với mẹ luôn. Con thương ba mẹ luôn. Thì có một cô chú nói có một chú muốn nhắn gửi với chú, một chú ở Sài Gòn muốn nhắn gửi với chú, nói với con á là tại vì ở những cái video clip trước là không có gặp mặt con, thì nói với con với lại em thì con là lớn rồi thì gắng, hai chị em gắng bảo an nhau để mà học hành, rồi sau này có cuộc sống tốt hơn để mà giúp đỡ cho ba mẹ khi mà ba mẹ lớn tuổi, nghe con. Ừ. Ê, anh khi nào Tết nè, khi nào anh mới nghỉ Tết? Dạ em làm tới bữa 29 là chủ dựa nó mời ăn Tết nghiêng, rồi xong là đi bữa 29 nữa mình nghỉ. Xong 29 Tết mình mới nghỉ. Dạ. Rồi khi nào mình nó mới làm lại? Những qua nó mùng 6 ở trên công ty ở trên phố đó, nó xưởng chảnh mở cửa, mình ở đây mình làm được. Dạ. Trời ơi, đến tối 29 mình mới nghỉ, ăn tất niên ở trên đó luôn rồi mình mới nghỉ. Dạ. Rồi ở xưởng gì có tặng quà gì cho mình không anh? Không, vì hồi năm rồi có chú dựa cho được bộ đồ với lì xì được 300.000 sách. Nhiêu? 300.000. 300.000 cho hai vợ chồng luôn hả? Dạ, cho em riêng rồi bộ đồ mai nữa. Bộ đồ với lại 300.000. Dạ. Dạ. Thường ngày thì năm nào cũng vậy hay là sao? Dạ không, mới hồi năm này lì xì thôi, mấy năm trước em đi bán số mà. Em mới vô đi mua ngày năm mấy này rồi. Anh đi bán vé số. À, cái đường này rồi mình thì em thấy là có phương tiện của mình là xe kéo. Yeah. Gia đình mình muốn đi về thăm Tết này, mình muốn về thăm ông bà thì sao? Thì hồi năm rồi ấy, thì em đi bằng chiếc game này nè. Em lợp yên lại đó. Anh cho em coi coi. Cái chiếc này đó hả anh? Yeah. Có nghĩa là năm vừa rồi thì anh đi ăn Tết bằng cái chiếc này. Hả? À, cái yên này là để mình kéo đó phải không? Rồi mình đi bằng cái chiếc xe đó hả anh? Dạ. Rồi chở 4 người đủ không? Không, năm rồi em chở vợ với đứa con bằng chiếc xe mà nãy em đi mua phế liệu đó. Dạ. Nói chiếc đó là người vợ chở em nhỏ con lớn chiếc này. Là đi đâu là đều hai chiếc xe. Đi quê luôn. Nó mình gọi là xe cà tàng luôn. Dạ. Nhưng mà lại về quê mình lợp yên xe lại nhìn thấy nó cũng đỡ một chút. Vậy ha. Rồi chị cũng 29 mới nghỉ luôn. Dạ, dạ em đưa 29 nghỉ. Rồi khoảng bữa mấy thì mình mới về thăm ông bà. Em thì ông bà bên đây thì bầu bên cha mẹ và anh thứ ba ở cái lại thỉnh về thờ hết rồi. Dạ. Ở dưới quê chỉ còn con anh thứ bảy à. Nhà cửa đóng cửa hết rồi, không có về dưới được nữa. Không có về quê luôn. Dạ. Có nghĩa là nói anh là quê ở Sóc Trăng nhưng mà anh vẫn coi như là không có về nữa. Phải gắm là gì đến cô chú anh chị không anh? Dạ, em thì em không biết nói gì, em cũng chúc mấy người ấy có dồi dào sức khỏe, em không có biết nói gì nữa. Dạ, rồi con bé gái nhỏ em thường gặp đi đâu rồi ta? Dạ, nó học tới 4 rưỡi mới về. 4 rưỡi mới về. Dạ. Dạ. Thì thôi thì coi như đây là cuối năm rồi. Anh em mình gặp nhau cuối năm ở tại cái nơi anh đang ở thì em Tết em xin chúc gia đình anh một lần nữa an khang thịnh vượng ha, ấm no hạnh phúc, và cố gắng hơn trong cái cuộc sống cũng như hàng ngày mà anh đã cố gắng. Rồi em xin phép chào anh. Dạ. Bây giờ đi rước bé hả? Dạ, đi rồi rước xe gì rồi bé ngồi ở đâu? Đi chẳng đóng tiền ăn đó. Bây giờ đi lên đóng tiền ăn đó hả? Hôm nay mình không có tiền đóng tiền ăn hả anh? Chưa, tại giờ giờ đóng. Dạ, chiếc xe này anh chạy anh để kéo phế liệu đó hả? Dạ. Trời ơi. Rồi chiếc xe này em thấy anh lúc nãy ở dưới anh đạp hả? Dạ anh đạp, kéo nó le lên mà đạp được. Đi xa không anh? Kéo phế liệu xa không? Dạ không xa. Cũng xa ha. Rồi lỡ nó có máy móc rồi nó ổn định không? Không biết đi nó cũng có chết máy. Dạ giờ này đi rước thôi anh đi đi để trễ. Dạ.